Chào tất cả anh em, mình là Tài Bộ Độ. Hôm nay mình làm clip xả toàn bộ dầu 15V3 và CBR150R giảm giá sâu cho anh em luôn nhé. Vì sau mình bây giờ quá nhiều CBR và dầu 15 rồi và động cũng tương đối là lâu nên là xả giá tốt cho anh em này. Đầu tiên là con dầu 15V3 này mới về em nhé. Con này thì đồ độ cơ bản trước mình đang bán là 42,8 triệu, giảm cho anh em luôn là còn 40,5 triệu này. Tiếp theo là một con cũng xanh xám 2021-2022, trước mình đang là 41,8 triệu, giảm cho em là còn 39,8 triệu, bằng những cái con 2020 trước mình bán anh em nhé. Tiếp theo nữa là một con 2021-2022 Euro 8.000 cây thôi, xe đẹp hết nước chấm luôn, trước mình đang là 43,5 triệu, giảm cho em là còn 41 triệu nhé. Một con 2020 38,8 triệu, giảm cho em là còn 36,8 triệu. Một con 2019 trước mình cũng đang là 38,8 triệu, giảm còn 37,5 triệu một lần rồi, và bây giờ giảm cho em là còn 36 triệu em nhé. Con này 2019 độ full đồ chơi, rất nhiều đồ chơi, 38 triệu, giảm cho em là còn 36 triệu nhé. Con này là 2021 tháng 12/2021, màu gì là màu xanh xám luôn em nhé, độ tem các thứ cũng tương đối là đẹp. Con này hiện tại sau mình đang bán giá là 41,8 triệu, giảm cho em anh em là còn 39,8 triệu nhé. CBR150R 2022, cái con này thì Euro 8.000 km, đồ độ cơ bản gần như cũng đầy đủ anh em ạ. Con này thì là sau mình đang bán với cái giá là 48,8 triệu, giảm cho anh em là còn 47,5 triệu nhé. Cái con siêu lướt như này thì không giảm được sâu đâu anh em ạ. Tiếp theo là con CBR 2022 mà độ hai quả bi cầu hai bên này, đó, chống đổ để bảo vệ cái nước này, hai quả bi cầu gần 10 củ nhé, trước mình bán là 49,5 triệu, giảm cho em là còn 47 triệu nhé. Con này giảm sâu luôn này. Một con nữa là cũng 2022 Euro, như là 6 hay là 8.000 cây gì đó, cũng độ bô các thứ, đồ độ các thứ cũng ngon này lắm, trọng lực các thứ đầy đủ anh em nhé. Con này nhiều đồ chơi luôn này. Con này sau mình đang bán với cái giá là 48,8 triệu, cũng giảm cho anh em luôn là còn 47 triệu anh em nhé. Một con đắt nhất của dòng CBR bên mình đang có, con này thì là độ là trợ lực này, phuộc sau ra sinh boy tầm 5 củ nhá, phuộc bình dầu luôn, bô này, cánh gió này, nói chung đồ ngon lắm, lốp sau Michelin các thứ đầy đủ hết luôn. Con này thì sau mình đang bán giá là 53,5 triệu, giảm cho em là còn 50 triệu. Một con nữa là con 2022 Euro 1 vạn, xe keng hết nước chấm luôn. Con này hiện tại sau mình đang bán giá là cũng 48,8 triệu, giảm cho anh em cũng 46 triệu, giá là giá thu vốn anh em nhé. Mình ôm những cái con này lâu rồi và giá rất là cao, anh em chốt con nào thì móc mình nhé. Ok, cảm ơn tất cả anh em xem clip mình.